Thưa quý vị, Huyện ủy Nam Giang vừa đánh giá tình hình các mặt công tác năm 2020 thông qua nghị quyết phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo cho thấy, sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản trên địa bàn huyện Nam Giang có bước phát triển ổn định. Các giải pháp hỗ trợ phát triển sản xuất được tăng cường triển khai gắn với chương trình dự án phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện. Tổng giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 261,3 tỷ đồng. Công tác quy hoạch được thực hiện đảm bảo chặt chẽ. Ủy ban Nhân dân huyện Nam Giang đang tiếp tục triển khai các hoạt động khảo sát quy hoạch cụm công nghiệp dịch vụ xã Tà Biên, khảo sát thực địa nhà máy chế biến mũ cao su và quy hoạch nghĩa trang nhân dân thị trấn Thành Mỹ, khu xử lý chất thải rắn tại xã Chà Vàl, lập các thủ tục quy hoạch vùng huyện Nam Giang giai đoạn 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội nghị cũng tổng kết công tác kiểm tra giám sát của cấp ủy và thông qua dự thảo chương trình kiểm tra giám sát năm 2021. Thông qua dự thảo chương trình công tác năm 2021 của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy. Huyện Nam Giang vừa tổng kết công tác tuyên giáo cơ sở và nắm bắt dư luận xã hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Trong năm 2020, đội ngũ báo cáo viên và tuyên truyền viên của 12 trên 12 xã thị trấn có tổng cộng 175 người. Lực lượng này đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc tuyên truyền phổ biến quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với nhân dân. Công tác tuyên truyền nắm bắt và định hướng tư tưởng và dư luận trong cán bộ đảng viên nhân dân được Ban tuyên giáo các xã thị trấn quan tâm. Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được quán triệt thực hiện đến cán bộ đảng viên và lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Trong thời gian tới, Ban tuyên giáo cơ sở, đội ngũ cộng tác viên, dư luận xã hội của Nam Giang tích cực nắm bắt dư luận của nhân dân về việc tuyên truyền nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện Nam Giang. Huyện Nam Giang vừa hội nghị tổng kết đánh giá kết quả sản xuất nông nghiệp năm 2020, triển khai nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp năm 2021. Trong năm 2020, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 6.839 tấn, giá trị sản xuất nông lâm thủy sản ước đạt hơn 261 tỷ đồng. Tổng đàn gia súc gia cầm trên toàn huyện là 64.175 con. Tuy nhiên, trong mưa bão vừa qua, tổng giá trị ước thiệt hại do mưa bão trên toàn huyện là hơn 66 tỷ đồng. Về kế hoạch sản xuất cả năm 2021, toàn huyện phấn đấu giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản năm 2021 đạt 275,3 tỷ đồng. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt hơn 6.000 ha. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 6.800 tấn. Nhân dịp này, huyện Nam Giang tặng giấy khen cho 2 tập thể và 4 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2020. Ban chỉ đạo đề án 1254 tỉnh phối hợp với huyện Nam Giang mới đây tổ chức tập huấn nghiệp vụ giám sát cho Ban Thanh tra Nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở 12 xã thị trấn trên địa bàn. Hội nghị tập huấn nhằm trang bị và nâng cao kỹ năng giám sát, giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư của cộng đồng, tổ hòa giải ở cơ sở, nâng cao nhận thức và kỹ năng tuyên truyền, kịp thời triển khai các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, đi vào hiện thực cuộc sống của người dân, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng về khiếu nại, tố cáo và chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân. Đồng thời, qua lớp tập huấn này nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra, giám sát ở cơ sở nắm vững quan điểm chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước về công tác thanh tra nhân dân và giám sát đầu tư của cộng đồng. Huyện Nam Giang vừa tổ chức hội nghị bàn công tác sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo Nghị định 167 của Chính phủ và công tác quản lý tài sản công trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về công tác kê khai sắp xếp xử lý nhà đất theo Nghị định 167 của Chính phủ, phương án quản lý tài sản công trên địa bàn huyện. Theo đó, số lượng tài sản gắn liền với đất trên địa bàn huyện có 241 hạng mục công trình, bao gồm trụ sở làm việc, nhà công vụ giáo viên, nhà ở học sinh, nhà văn hóa, các công trình phúc lợi, các điểm trường tại các thôn trên địa bàn huyện. Công tác quản lý sử dụng tài sản trên địa bàn huyện trong những năm qua được sự quan tâm của nhà nước đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, làm cho bộ mặt cảnh quan của huyện được đổi mới, khang trang. Tài sản công trình giao cho các đơn vị được bảo quản, duy tu, bảo dưỡng hàng năm bằng nguồn kinh phí tự chủ nhằm khắc phục thiệt hại lãng phí khi xây dựng. Sau thời gian thi công,
đường dây trung hạ thế và trạm biến áp cho cụm dân cư thuộc tổ 7 thôn Pá Gia, xã Cà Di, huyện Nam Giang đã hoàn thành phục vụ điện sinh hoạt và sản xuất cho người dân. Công ty Điện lực Nam Giang vừa phối hợp cùng đơn vị thi công tiến hành nghiệm thu đóng điện đường dây trung hạ thế và trạm biến áp cấp điện cho 26 hộ dân tại tổ 7 thôn Pá Gia, xã Cà Di, huyện Nam Giang. Công trình với tổng kinh phí đầu tư hơn 5 tỷ đồng, gồm 4,5 km đường dây trung áp, 2,3 km đường dây hạ áp, một trạm biến áp, dung lượng 50 kV/A. Dịp này, Đoàn Thanh niên Điện lực Nam Giang đã tổ chức hỗ trợ nhân công lắp đặt mới, hỗ trợ 1.200 mét dây về công tơ, bảng điện và bóng đèn trong nhà cho 26 khách hàng và tuyên truyền hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn tiết kiệm. Trong thời gian qua, Điện lực Nam Giang ngoài việc quản lý vận hành kinh doanh mua bán điện theo nhiệm vụ kinh tế, ngành điện còn thực hiện nhiệm vụ quan trọng là an sinh xã hội và chính trị trên địa bàn huyện, cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, phấn đấu đưa điện đến 100% thôn xã, trên huyện nhà, phục vụ nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, khu vực miền núi phía Tây Bắc của tỉnh Quảng Nam. Thị trấn Thành Mỹ vừa tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Vinh dự Nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng cho mẹ Ngô Thị Khang và mẹ Phạm Thị Khang. Mẹ Ngô Thị Khang, nguyên quán xã Quảng Yên, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, có hai con là liệt sĩ. Mẹ Phạm Thị Khang, nguyên quán xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, có chồng và một con trai là liệt sĩ, đã hy sinh cho sự nghiệp chống Mỹ cứu nước. Hiện trên địa bàn thị trấn Thành Mỹ có 14 mẹ Việt Nam Anh Hùng, trong đó có một mẹ được phong tặng mẹ Việt Nam Anh Hùng, 13 mẹ được truy tặng danh hiệu mẹ Việt Nam Anh Hùng. Sự cống hiến hy sinh của các mẹ là niềm tự hào của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Thành Mỹ nói riêng và huyện Nam Giang nói chung, là tấm gương cho thế hệ trẻ học tập và rèn luyện. Tại buổi lễ, thị trấn Thành Mỹ đã công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước về truy tặng danh hiệu nhà nước Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng cho các mẹ vì đã có nhiều cống hiến hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ủy ban Nhân dân huyện Nam Giang vừa làm việc với lãnh đạo Thủy điện Đắc Mi nhằm lên phương án hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại do Thủy điện xả lũ vào ngày 28 tháng 10 vừa qua, gây thiệt hại nhà cửa, hoa màu và tài sản của người dân. Theo thống kê sơ bộ từ các ngành chức năng huyện Nam Giang cho thấy, Thủy điện Đắc Mi 4 xả lũ vừa qua đã làm 569 nhà tại xã Cà Di và thị trấn Thành Mỹ bị ảnh hưởng với tổng thiệt hại trên 32 tỷ đồng và nhiều công trình dân sinh bị hư hỏng nặng nề. Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Đắc Mi cho biết, trong thời gian đến, công ty sẽ phối hợp với huyện Nam Giang đi kiểm tra thực tế, thẩm định số liệu thiệt hại để có hướng hỗ trợ cho người dân. Lãnh đạo huyện Nam Giang yêu cầu Thủy điện Đắc Mi 4 cần sớm có kế hoạch hỗ trợ cho người dân, đặc biệt những hộ gia đình có nhà bị sập, trôi hoàn toàn, nhằm ổn định cuộc sống cho người dân theo tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ban Chỉ huy Quân sự huyện Nam Giang vừa tổ chức tập huấn luật dân quân tự vệ và luật lực lượng dự bị động viên cho 137 cán bộ là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Văn phòng Ủy ban Nhân dân, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự 12 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Trong thời gian một ngày, các đại biểu được nghe báo cáo viên triển khai các văn bản pháp luật mới về dân quân tự vệ, nội dung cơ bản của luật dân quân tự vệ, các nghị định, thông tư, quy định chi tiết hướng dẫn thi hành luật dân quân tự vệ của chính phủ và bộ ngành, nội dung cơ bản của luật lực lượng dự bị động viên, nghị định quy định danh mục phương tiện kỹ thuật dự bị và việc đăng ký quản lý phương tiện kỹ thuật dự bị, nội dung cơ bản của nghị định huy động lực lượng dự bị động viên khi chưa đến mức tổng động viên hoặc động viên cục bộ, nghị định quy định về cơ sở huấn luyện dự bị động viên cấp tỉnh, nội dung cơ bản của nghị định quy định về sĩ quan dự bị quân đội nhân dân Việt Nam và nghị định quy định chế độ chính sách trong xây dựng huy động lực lượng dự bị động viên. Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 3 năm 2019 đến nay, dự án Trường Sơn Xanh của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID phối hợp với tỉnh Quảng Nam triển khai xây dựng và quản lý nguồn nguyên liệu may bền vững ở Nam Giang, gắn với phát triển chuỗi giá trị may bền vững ở Quảng Nam. Dự án này bước đầu đã mang lại thu nhập bền vững cho người đồng bào cơ tu tại chỗ, đồng thời giúp cho những cánh rừng ngày càng xanh tốt và được bảo vệ nghiêm ngặt hơn. Năm nay mới hơn 30 tuổi, nhưng anh Bunuk Gót
đã có gần 20 năm đi rừng để kiếm thu nhập từ các hoạt động khai thác và buôn bán các loại lâm đặc sản có giá trị. Dù núi rừng bao la rộng lớn, nhưng nghề đi rừng bao nhiêu năm nay cũng chẳng giúp cho cuộc sống của anh và gia đình trở nên khấm khá hơn khi thu nhập bấp bênh, cái nghèo cứ đeo bám mãi trên vai áo chàng thanh niên cơ tu này. Thế nhưng, từ tham gia vào dự án xây dựng và quản lý nguồn nguyên liệu may bền vững ở Nam Giang, gắn với phát triển chuỗi giá trị may bền vững ở Quảng Nam, cuộc sống của gia đình anh Gót đã thay đổi khá nhiều. Bây giờ là có dự án vào là được 5.000, 5.500, tạo tăng thêm thu nhập cho người dân trong khai thác may. Thứ ba nữa là dự án Trường Sơn Xanh tạo điều kiện cho người dân là tập huấn về khai thác may bền vững, có nghĩa là chặt may đủ chuẩn, đủ thời gian để mà khai thác may, sau này là may nó sẽ phát triển và khai thác may nó được bền vững hơn. Đây là một mô hình các bên cùng có lợi mà chúng tôi muốn hỗ trợ. Mô hình này sẽ duy trì tính hiệu quả trong thời gian dài. Bởi vì bên cạnh nguồn hỗ trợ từ nhà tài trợ, mô hình còn thúc đẩy cơ hội kinh doanh cho cả hai bên. Nhờ đó, các cộng đồng có thể cải thiện sinh kế lâu dài, giúp cho rừng được bảo vệ tốt hơn. Không chỉ gia đình anh Gót, và hơn 1.000 hộ dân khác trên địa bàn huyện Nam Giang đã được tham dự các khóa tập huấn về cách khai thác may tự nhiên sao cho hiệu quả và bền vững, tránh tận diệt cây may tự nhiên, tập huấn kỹ thuật bảo quản may nguyên liệu sau khai thác để đảm bảo chất lượng, bán được giá cao hơn. Ngoài ra, dự án còn hỗ trợ tổ chức điều tra trữ lượng, lập kế hoạch khai thác may bền vững trên diện tích hơn 3.000 hectare rừng tự nhiên ở huyện Nam Giang để hình thành vùng nguyên liệu may, phục vụ việc xin cấp phép khai thác sau này. Tôi nghĩ là đây là cái tiền đề để công ty cũng như địa phương rồi người dân tiếp tục thực hiện, và cái hướng phát triển này nó mang tính bền vững, ổn định, giúp cải thiện người dân, đời sống của người dân và ổn định được cái vùng nguyên liệu cho công ty. Và có như vậy thì cái chuỗi cung ứng từ trồng đến sản xuất rồi tiêu thụ nó mới ổn định lâu dài. Nhờ đó một số cái hộ dân trước đây là sống phụ thuộc vào rừng, thậm chí có người thì cũng đi khai thác gỗ để mà mưu kế sinh nhai, thì nay cũng đã có cái công việc làm thông qua cái tài trợ của dự án. Hy vọng trong tương lai không xa, dưới sự quan tâm của chính quyền các cấp, những kinh nghiệm và thành công từ tiểu dự án, mô hình phát triển chuỗi giá trị may bền vững sẽ được nhân rộng trên toàn tỉnh Quảng Nam, giúp cho người dân, các cộng đồng dân tộc thiểu số sống gần rừng có cơ hội cải thiện sinh kế, tạo thu nhập ổn định từ cây may, qua đó giảm dần sự phụ thuộc vào rừng. Những cánh rừng dần hồi sinh, các loài động vật sẽ quay về, cây cỏ hoa lá sẽ lại hồi sinh và màu xanh sẽ trở lại với dãy Trường Sơn hùng vĩ. Trên địa phương Nam Giang, phát trình sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.